Những người đam mê ISA Network đang rất háo hức khi dự án chuẩn bị cho một cột mốc quan trọng trong năm tới, 2024. Hai yếu tố quan trọng hiện đang được mong đợi hàng đầu là việc hoàn thành thành công quá trình xác thực khuôn mặt KIC và sự ra mắt sắp tới của mạng chính mở của ISA Network. Bước quan trọng đầu tiên trong quy trình này liên quan đến việc người dùng vượt qua thành công xác thực khuôn mặt biết khách hàng, KIC. Quá trình xác minh nghiêm ngặt này nhằm mục đích nâng cao tính bảo mật và tuân thủ trong hệ sinh thái ISER Network. Người dùng háo hức chờ đợi tin tức về việc phê duyệt KIC của họ. Đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc tham gia đầy đủ vào ISER Network. Đồng thời, tiếng vang xung quanh mạng chính mở của ISER Network đang đạt đến đỉnh cao. Với ngày ra mắt dự kiến là tháng 10 năm 2024, những người đam mê đang đến ngược từng ngày cho đến khi họ có thể tích cực tham gia vào cơ sở hạ tầng phi tập trung của Aether Network. Mạng chính mở hứa hẹn rất nhiều cơ hội cho những người tiên phong của Aether Network, từ các ứng dụng phi tập trung đến các chức năng blockchain nâng cao. Trong một kịch bản hoàn hảo, người dùng nhận được phê duyệt KIC ngay trước khi ra mắt mạng chính có thể tạo tiền đề cho sự phát triển chưa từng có trong Aether Network. Cục mốc kép này dự kiến sẽ đẩy Aether Network lên một tầm cao mới được biểu tượng bằng lời kêu gọi rằng băng sẽ lên mặt trăng. Sự hội tụ của xác thực KIC và việc ra mắt mạng chính sắp diễn ra nhấn mạnh cam kết của ISA Network đối với một hệ sinh thái phi tập trung an toàn và mạnh mẽ. Khi cộng đồng háo hức chờ đợi sự ra mắt vào tháng 10 năm 2024, sự mong đợi là có thể cảm nhận được và những người tiên phong của ISA Network đang chuẩn bị cho một hành trình biến đổi sang thế giới của những khả năng phi tập trung. Hành trình lên mặt trăng của Iser Network không chỉ là một cách diễn đạt ẩn dụ. Nó đại diện cho khát vọng chung của một cộng đồng mong muốn khám phá tiềm năng vô hạn của các công nghệ phi tập trung. Việc tích hợp thành công xác thực khuôn mặt KIC và mở mạng chính vào tháng 10 năm 2024 đã sẵn sàng đánh dấu một chương lịch sử trong quá trình phát triển của Iser Network đồng hồ đến ngược bắt đầu và sự phấn khích của cộng đồng tiếp tục tăng lên khi họ chuẩn bị cho một tương lai nơi iser network đạt đến tầm cao mới trong không gian phi tập trung kênh chỉ tổng hợp tin tức về iser network cho mọi người có thêm thông tin tham khảo về dự án này không khuyến khích người xem mua bán hay đầu tư đồng coi này tránh mất tiền oan chúc mọi người ngày mới tốt lành